đã bắt đầu xem chương về Bắc Đề Mục Thiền với 40 Đề Mục Thiền. Thì ở đây cũng không có nói gì nhiều về chi tiết, mà chỉ có trước thì tôi sẽ liệt kê, sẽ kể tên 40 Đề Mục Thiền để xem. Tuần trước thì chúng ta đã gần như là xong phần 10 đề mục hoàn tịnh Kassina, 10 đề mục bất nghĩ, 10 đề mục tùy niệm và 4 đề mục tứ vô lượng tâm, 4 phạm trú. Yes, okay. So next is a 4 kinds of divine abidance. Yeah, divine abidance in Pali, Brahma Vihara. Yeah, 4 Brahma Vihara here. So you can note as a Brahma Vihara in English, 4 divine abidance. So that those are the loving kindness, compassion, loving kindness, metta, and compassion, karuna, and gladness or sympathetic joy, mudita, and equanimity, upekkha. So these are 4 divine abidance or 4 Brahma Vihara. Về đề mục 4 phạm trú, Brahma Vihara, như chữ cuối cùng mà được sư khoanh đỏ, thì đó là tên Pali của đề mục tứ 4 phạm trú Brahma Vihara. Thì gồm có tứ, hay còn gọi là tứ vô lượng tâm, thì chúng ta có từ bi, hỷ và xả. Ở đây chúng quý vị có thể ghi nhớ 4 phạm trú thì tiếng Anh của nó là divine abiding. Từ bi hỷ xả, từ tức là loving kindness, tiếng Pali là metta. Bi tiếng Anh là compassion, còn tiếng Pali là karuna, hỷ. Tiếng Anh là gladness hoặc là joy. Tiếng Pali là mudita, xả. Tiếng Anh là equanimity. Tiếng Pali là upekkha. Yes. So next, the 4 immaterial states. Yeah? So these are the base consisting of boundless space, the base consisting of boundless consciousness, the base consisting of nothingness, and the base consisting of neither perception nor non-perception. So these are 4 arupa in Pali. Yeah, arupa in Pali, in English, 4 immaterial states. So here, some people might want to know very detailed about this, but at the moment, please wait until we reach to the detailed comments about all these meditation subjects. At the moment, there is no explanation. There is no instruction how to practice. Yeah, so you will have to learn about the instruction, comments, and detailed instruction how to start to practice these kinds of meditation subject. Yeah. Tiếp theo thì là 4 đề mục vô sắc. 4 đề mục vô sắc là gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là arupa. Thì có một vài vị, hẳn là sẽ có một vài vị rất là muốn biết chi tiết về 4 đề mục vô sắc này. Tuy nhiên chúng ta cần phải chờ đến các phần sau. Hiện thời thì sư sẽ không nói sâu về chi tiết để cho quý vị thấy, hoặc là cũng không nói về như thế nào để thực hành được 4 đề mục vô sắc này.
Aruba. Yeah, the same Aruba or Aruba, same. Yeah. Thì tiếng Pali okay. Vô sắc là Aruba hoặc là Aruba. Hai cái này là giống nhau. Next, the one perception is the perception of repulsiveness in nutriment or nutrients. Yeah. So next one is the one in Pali, ahare patikula sanya. Yeah, ahare patikula sanya. Perception of repulsiveness in nutriment. So the last one is one, the one defining is the defining of four elements. Yeah, four elements. So this is how the exposition should be understood as to enumeration. So the last meditation subject is we call the in Pali Chatu Dhatu Vavatthana. Yeah, Chatu Dhatu Vavatthana. Sometimes if you note with in Pali, that's better. Yeah. So it's a very in Pali is more clear. Yeah, you may understand more clear if you remember in Pali. Yeah, ahare patikula sanya for the perception of repulsiveness in nutriment, and the defining of the four elements as a chatu dhatu vavatthana. Bây giờ và tiếp theo đó là sau bốn cái đề mục vô thì là đề mục một đề mục quán tưởng tưởng về sự tính bất tịnh của vật thực thì tiếng Pali đó là ở các cái dòng sau cùng thì sư có khoanh lại hai mục cái mục khoanh đầu tiên đó là ahare patikula sanya, đó là tưởng về tính bất thực, tính bất tịnh của vật thực. Và còn lại là một đề mục về phân tích bốn nguyên tố tính đại. Và tiếng Pali đó là chatuṭṭhātu vavatthana. Đôi khi thì quý vị cũng nên biết về cách viết Pali, tên gọi bằng tiếng Pali của các đề mục này. Tôi cho rằng điều đó là tốt hơn, có lợi hơn, bởi vì trong tiếng Pali thì cái việc nó diễn giải được rõ ràng hơn. Okay, so yes. Okay, can you wait a while? Okay. Hello. Chưa là we cannot hear. You say I have to wait. Okay, can you hear me? Not very clear. Hello. Hello, Julia.
No, we cannot hear you. We cannot hear you. Text in the chat that now there's a big rain at her side, so maybe so the you sound can, is not yeah, so. So then you can translate, yeah. Sorry, Bante, because I'm on the way back home, so okay. Not so convenient okay. for me. Sorry. So let's see how July can address her problem. Yes, please wait a moment. Theo em thử nói xem nào, có nghe được không em? Okay. Ian, is there anyone who can make an interpretation? Who can interpret? Is there anyone in this group? Thắm ơi, Thắm có hỗ trợ giúp được một lúc không? I will check again with my microphone. Có thử được. Can you hear me now? Được, nghe được rồi em ơi, nghe được rồi Khang. Yeah. Khang có thể nói được rồi. Ok, Thắm, cảm ơn Thắm. Yeah, so Khang tiếp tục đi em. The last sentences with two Pali names. Of one perception and one definement. That is finished already. We can go to next. So next, everything you have translated finish, yeah? Yes. Okay. So here at the table of the 40 kinds of meditation subject. And with this table, you can look at all the 14 meditation subject. Yeah. So let's look at it again. So the first 10 are 10 kasina. Yeah. 10 kasina. And Batawi kasina, in English, art kasina. So just trying to familiarize with the name of the meditation subject, yeah? So you may not understand very detailed about the meditation subject, just to know the name of the meditation subject. So that is, in this at this point, your duty is to make familiar with the name of the 40 meditation subject. Và ở đây là cái bản tổng quan về tên của 40 đề mục thiền. Và ở đây quý vị cũng chỉ cần là biết được về tên của 40 đề mục thiền. Yes. Ví dụ như ở đây là đầu tiên là 10 kasina, sau và cái dòng đầu tiên đó là earth kasina, tức là đề mục biến xứ đất. Yes. Okay. Do you translate like everything what I said? Yes. Okay. And because I talk a lot in Vietnam. In Vietnam is only few words. I don't understand the Vietnamese, but I guess. Okay. So 10 kasina. Yeah. 10 kasina. So you will have to learn very detailed about the how to start practicing the art kasina. How to prepare the art
Kasina before you start practicing. So you will have to learn about it, about these details later. And Patawi Kasina, Abo Kasina, and Water Abo Kasina, Water Kasina, Dijo Kasina, Fire Kasina, Wayo Kasina, Air Kasina. So the same, yeah. This is in English, this is in Pali, yeah. So half English, half Pali. And Nila Kasina, Pita Kasina, Lohita Kasina, Odata Kasina, Aloka Kasina. Here, I want you to remember only Akasa Kasina. Yeah, so these are 10 Kasina. Và bây giờ thì để nói về 10 Kasina, 10 Kasina đầu tiên nhé. Ví dụ như Kasina về biến xứ đất. Biến xứ đất là Patthawi. Thì quý vị nhiều khi còn phải học cách chuẩn bị biến xứ đất như thế nào. Và để học về cái điều đấy thì chúng ta sẽ học sau. Ở đây thì trong bảng này chúng ta có 4 cột. 4 cột. Cột nhỏ bên trái đó là về số thứ tự thôi. Còn về và 10 cái màu xanh, 10 hàng đầu xanh, màu xanh lá cây đầu tiên là 10 Kasina, 10 biến xứ. Ví dụ như biến xứ đất là Patthawi, một bên là tiếng Anh, một cột là tiếng Anh và một cột là tiếng Pali. Biến xứ chúng ta có biến xứ nước, nước là Apo. Đửa chúng ta có là Techo. Gió chúng ta có Wayo. Biến xứ xanh, xanh là Nilaka, vàng là Pita, đỏ là Lohita, trắng là Odata, quang ánh sáng là Aloka, và không là Akasa. Yes. So next group of the meditation subjects are 10 asubha of fallenness. Yeah, 10 fallenness. So this is Odu Madaka, Vinilaka, Vipopaka, Vichetaka, Vikhaitaka, Vikhetaka, Hatta Vikhetaka, Lohitaka, Puluaka, Atika. You know, Atika or tense in English. The bloated, the livid, the festering, the cut up, the gnaw, the scatter, the heck and the heck and scatter, the bleeding, the worm infested, the skeleton. So these are 10 asubha, 10 formless things. Và 10 dòng tiếp theo đó là 10 đề mục bất mỹ của tử thi. Như ở đây, một cột tiếng Anh và một cột tiếng Pali là, con sẽ dịch luôn là tử thi khi mà đã trưng sình thì là Uduma, tử thi biến sắc xanh là Vinilaka, tử thi chảy nước vàng là Vipupaka, tử thi có vết nứt, Vichitaka, tử thi bị thú ăn, Vikhajitaka, tử thi rời rã chi thể là Vikhitaka, tử thi bị cắt đoạn là Hatha Vikhitaka, yes. Tử thi bị bê bết máu là Lohitaka, tử thi bị dòi rút là Puluwaka, tử thi còn xương cốt là Atika. Yes, one day. Okay. So next group is a 10 anosati. Yeah, 10 recollection. So 10 recollections are Buddha anosati, recollection of the Buddha. Here, Buddha and anosati. Yeah, Buddha is a Buddha. And anosati, recollection. Yeah, recollection. Remembering mindfully, yeah, mindful remembering, and dhamma nosati, recollection of the dhamma,
Sangha nosati, recollection of the Sangha. Sila nosati, recollection of virtue. So sila nosati is not thinking about the morality, and not only recollection of the morality in the book, the morality you have a practice in the past, so you recollect. So you recollect that virtue you have already accumulated, not the morality in the virtue. You know, for example, there are 5 precepts, 8 precepts in the book, and 227 morality rules for the monk in the book. Not thinking about these kinds of morality in the book, just the remembering the morality you have accumulated. Yeah. So sila nosati and jaga nosati. So here jaga means generosity or giving, sharing. So here too, you are not thinking about the dana, yeah, offering in the book. Just you recollect what all you have done in the past. Yeah, it's called the jaga nosati. And devata nosati, don't forget, you will have to learn about very detail about this kinds of meditation subject later, yeah? And devata nosati, recollection of deities. Upasama nosati, recollection of peace. So here too, it's very interesting. You will have to learn about later. Marana nosati, recollection of death. Kaya gada sati, mindfulness on body. Anapanasati, mindfulness on breathing. So these 10 are called nosati, recollection. Và tiếp theo thì chúng ta đến với 10 đề mục. 10 đề mục tỉ niệm anusati. Đầu tiên là tùy niệm Phật. Buddha anusati thì Buddha là Phật và anusati là mindfully remember, là ghi nhớ một cách có chánh niệm, tức là niệm tưởng ơn Đức Phật. Tiếp theo cũng tương tự Dhamma anusati, tùy niệm pháp. Sangha anusati, tùy niệm tăng. Sila nusati, tùy niệm giới. Ở đây có thể quý vị sẽ biết là có các phạm hạnh của giữ 5 giới, 8 giới và 227 giới của các vị tỳ khưu. Tuy nhiên chúng ta không phải là ghi nhớ và nghĩ về các giới đức này như được mô tả ở trong sách mà phải ghi nhớ, mà chỉ cần là ghi nhớ những hạnh nào, những giới nào mà quý vị đã nghiêm trì được mà thôi. Chakanusati là tùy niệm thí. Và cũng không cần phải nghĩ về việc như thế nào bố thí cúng dường đã ghi ở trong sách, mà hãy chỉ cần nhớ đến những việc bố thí cúng dường mà quý vị đã thực hành được. Tùy Devatanusati là tùy niệm thiên. Quý vị sẽ được học rất là kỹ về đề mục này, nhưng mà sẽ học sau nhé. Tiếp theo là Upasamanusati là niệm về sự yên, sự tĩnh lặng, niệm về sự tĩnh lặng. Tiếp theo là về niệm chết. Maranusati. Đây cũng là một đề mục rất là thú vị. Tiếp theo, niệm thân hành. Kaya gatansati và niệm hơi thở.
Anapanasati. Yes, one day. Okay. So next group is the four divine abidings of Brahma Vihara. That is very popular. Yeah. Mitta, loving kindness, Karuna, compassion. So even about this, the instruction of these four divine abidings, that in this book, you have to learn very detailed, yeah, how to cultivate loving kindness. There are many kinds of techniques or many kinds of ways to develop or to send the loving kindness. And Karuna too. And Karuna, compassion, and mudita, gladness, and upekkha, equanimity. These are four divine abidings. Về đề mục tứ vô, về tứ vô lượng tâm, tức là đề mục bốn phạm trú, thì có từ bi hỷ xả, từ là metta, bi là karuna, hỷ là mudita, xả là upekkha. Thì trong cuốn sách này, phần hướng dẫn để mà thực hành cũng rất là chi tiết. Như là, và nó cũng gồm có rất là nhiều kỹ thuật để mà hướng dẫn được những quý vị như thế nào, làm cách nào để mà rải tâm từ, đến rải tâm từ. Yes. Okay. So next is the four immaterial states in Pali, Arupa or Arupa. For the Abhidhamma learners, you are very familiar with these four kinds of meditation subject, even in the Chaita chapter, yeah? Chaita consciousness, the first chapter of the Abhidhammata Sangaha. And also these four are the name of the Chaita in the Arupa realm, yeah? So Akasa, Nanja, Yadana, the base consisting of boundless space. You know, these four meditation subjects and even the Pali name and the meaning is very difficult, to explain. Yeah, very difficult to explain. But step by step about the jhanas, then you will understand a little bit. Yeah. A little bit, I say a little bit, you will understand, but not fully. To fully understand about these four, you have to practice. You reach that stage, then you will understand fully. So without attaining this jhana, you will not understand very clearly, yeah? So the first is the Agasa Nanja Yadana and Vinya Nanja Yadana, the base consisting of boundless consciousness. Aginjanya Yadana, the base consisting of nothingness. And the last one, Neva Sanya Nasanya Yadana. Yeah? Neva Sanya Nasanya Yadana, the base consisting of neither perception nor non-perception. So these are four arupa or arupa, the four immaterial states. Và tiếp theo là bốn đề mục vô sắc arupa. Ở đây kể cả tên tiếng Pali, kể cả tiếng Pali thì cũng khó mà diễn giải cho hết được như thế nào là các đề mục vô sắc. Chúng ta có không vua biên sứ, đó là Akasa Nanja Yatana. Akasa Nanja Yatana, đó là không vua biên sứ. And Vinyana. Vinyananja yatana, đó là thức vô biên xứ. And please, Mante. Akinchanya yatana.
Akinchanjayatana, đó là vô sở hữu xứ. And the last one, Bante. Nivasanya, nivasanya, nasanya, yatana. Nivasanya, nasanya, yatana. Yeah. Phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì quý vị thấy là kể cả tiếng Pali thì nó cũng khó là diễn giải. Để hiểu được tuần tự, để hiểu được bốn cái từng đề mục vô sắc này thì quý vị cần phải hiểu, cần phải thông, phải chứng được tuần tự các cái tầng thiền thì từ từ sẽ hiểu ra. Thì các cái đề mục này thì nó liên quan đến tâm và tâm sở, như những cái chương đầu tiên của tạng vi diệu pháp Abhidhamma cũng đã có nhắc tới. Và để hiểu được bốn đề mục vô sắc này thì quý vị cần phải thực chứng, và khi thực chứng thì quý vị sẽ hiểu nó rất là rõ ràng. Yes. Okay. You know, I'm very curious how will it be the Vietnamese translation of these kinds these kinds of meditation subject. You know, it's very difficult. Even the English translation cannot cover the real meaning of the Pali. Yeah, cannot cover. So actually, there is no cannot get exact translation of the Pali words. Yeah, because it is the case of which can be experienced only in mind. So that's why there's no language to translate exactly the exact meaning of these kinds of Pali words. It's difficult. So that's why I'm curious to know how the Vietnamese translation of these kinds of meditation subject. Tôi xin nói rằng như các để chứng nghiệm được bốn vô sắc này thì chỉ sử dụng bằng tâm, các chỉ là sự chứng nghiệm ở trong tâm, cho nên thật khó để mà dùng ngôn từ để mà diễn tả. Và kể cả tiếng Anh cũng, kể cả cái cột tiếng Anh cũng khó mà có thể bao trùm hết toàn bộ ý nghĩa và để một cách dễ hiểu trong cái tên gọi của tiếng Anh khi mà dịch từ tiếng Pali. We have I also using Chinese Vietnamese. Okay. We use Sino Vietnamese terms to translate this. Okay. I mean the only Vietnamese translation, yeah? Vietnamese translation, not what is it? The meaning, yeah, the meaning. Now you know, agasa nanja yadana in Myanmar too. We can write agasa nanja yadana a little bit different accent. I don't mean that. It's a real meaning. How to say? What is the base? What is the boundless space? You know, the English word bound. Hey, boundless space is a boundless space. What you want to know, the English speaker may ask again. Hey, boundless is boundless, space is space. But actually, the Buddha does not mean this. Yeah, boundless space. So these kind of things are the something which can be experienced only by mind. Yeah, but don't worry, you will understand. I believe you will understand. You will understand very detailed later. Yeah, when we discuss again and again. Yeah. Ở Myanmar thì chúng tôi như ví dụ như cái từ đầu tiên đó là Akasa Nhanja Yatana. Thì tên miếng Myanmar thì chúng tôi có thể viết choại cái từ đấy đi một chút. Nhưng mà tôi thì không có nói về cái điều đấy. Ví dụ như trong tiếng Anh chẳng hạn thì không vô biên xứ,
phân bố biên xứ. Thì trong tiếng Anh thì ở đây quý vị có thấy chữ boundless space, thì boundless có nghĩa là không có biên giới, không có ranh giới, còn space đó là không gian. Thì rõ ràng không gian nó đã có nghĩa là không có dạng, không có ranh giới, không có biên giới rồi, mà lại còn phải ghi thêm một từ phía trước là boundless. Thì những người phương Tây cũng thường hỏi như vậy, thì rõ ràng một từ phía trước và một từ phía sau nó đã có nghĩa như nhau rồi, vậy mình phải ghi thế làm gì? Tuy nhiên Đức Phật thì người ngài không có ý như thế, bởi vì đây là những đề mục khi mà quý vị chứng thiền thì bằng tâm thì đấy là các trạng thái tâm, và để chứng thiền cho nên không thể và cũng khó để mà dùng ngôn ngữ để mà diễn tả ra. Tuy nhiên quý vị cũng đừng có lo lắng, bởi vì quý vị sẽ hiểu khi mà chúng ta sẽ thảo luận và nói về vấn đề này, về các cái đề mục này nhiều hơn ở các chương sau, ở các phần sau ạ. Okay, yes. So here to the boundless consciousness, yeah, and nothingness. So it's a very delicate and very, very deep, profound. Yeah, it's a very difficult to understand. But you know, there are a lot of explanation about this later. So after you know a lot of instruction and a lot of information about this step-by-step meditation, then you will understand, or at least you can guess, that is a boundless space. Yeah, you will understand later, even if you don't understand fully, but you can guess, this might be boundless space. Yeah, so here what can I say is, for example, you practice the art kasina. So how to practice art kasina, you haven't known about that yet. For example, you prepare the art object, yeah, meditation objects with the arts you prepare. Yeah, you prepare. So this is the art, for example. Yeah, it must be full. So you prepare the art kasina object, and you focus on that object, and you concentrate on that. You are looking at this kasina object the whole day, and finally, even if you close your eyes, let us say you are looking and focusing on that art kasina meditation object, and yeah, you are open, keep your eyes open, and you trying to close your eyes, and even if your eyes closed, you see exactly what you saw, eyes open. Yeah. So at night in your room, you close your eyes and you can concentrate on that the same object, yeah, at kasina. So this step also, you need a lot of at least three steps you will have to learn about it later. And the art kasina is ultimate truth. It's a rupa. I think it might be a little bit more difficult for the beginner. Okay, let me finish because I start. Yeah. And you look at the art kasina. Art is the rupa. Yeah, ultimate truth. But if you after you close your eyes, and you can see in your mind, yeah, you can see that object. This is not material or rupa or ultimate truth anymore. This is the conventional truth of perception, yeah, concept. So after the concept,
you have reached to that stage, then you reach the first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, and fifth jhana. Yeah. After the fifth jhana, you want to continue to the akasananja yadana. Yeah. I'm sorry, some people may not understand well, but don't worry, you will understand later. Yeah. So after the fifth jhana, you want to continue to the agasa nanja yadana. So in this between these two stage, your object, the art kasina or the counterpart sign or concept you get from the art kasina disappear. There's a lot of things to talk about that in that stage. So you left only boundless space. There is nothing. Yeah. Only your mind is so open and like a boundless space. You are living on that. So that stage is called the Agasananja Yadana. Yeah. Agasananja Yadana. So you are, you don't focus on the art kasina or counterpart sign anymore. Your meditation object is the base consisting of boundless space. I hope you may confuse, yeah, because for the beginner, I should not say all these, but for some students will understand, but some students may not understand. But don't worry, you will understand more about later. Yeah. So here, what I mean is, boundless space is not. Some people think the akasa in Burmese language is a gongin, it's a sky. Yeah, akasa in Burmese language, sky is not a sky. It's a boundless space in your mind. Yeah. So in that situation, you don't have any kinds of meditation subject like akasina or something like that. So you have only boundless space in your mind. So only that stage is called the agasa nanja yadana. I think the July was difficult to translate in some case, yeah. It's very long, Pante. Yeah, okay. Tôi muốn nói nhiều hơn về đề mục tuần phú sắc đầu tiên đó là không vô biên xứ. Thì thực ra khi mà đối với một số vị cũng mới bắt đầu hành thiền thì nó như thế này có vẻ là khó hiểu. Ví dụ như về biến xứ đất thì trước tiên cũng cần phải học thế nào để mà chuẩn bị được một cái phần mẫu đất làm đề mục để quán. Ví dụ như trên màn hình chiếu của sư có nãy sư có khoanh một cái vùng màu đỏ đấy. Ví dụ như đấy là một cái mẫu đất, quý vị chỉ mẫu mà chỉ toàn là đất và đầy đất trong một cái phạm vi và kích thước như thế, ví dụ thôi nhé. Nhưng mà quý hành giả cần phải tập trung vào cái mẫu đất đấy và nhìn cả ngày với đôi mắt đang mở, cho đến khi nào mà khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị vẫn nhìn thấy cái mẫu đất đấy giống như là mắt quý vị đang mở. Thì dù ở trong đêm hay dù ở trong một căn phòng vào tối đêm, quý vị tập trung, thực hành tập trung như vậy và quý vị vẫn thấy được cái mẫu đất. Nói chung thì còn có 3 bước để mà học về đề mục đất kasina, đề mục đất kasina này chúng ta sẽ học sau. Khi đấy thì đất đó
nó là sắc. Khi đó nó lại là chân đế, tức là sự thật chân đế. Và khi mà nhắm mắt lại thì cũng phải thấy, thì khi đó nó không còn là sắc. Đoạn này con hơi dịch, con chép lại nhanh. Và chung là ở một trạng thái để mà quý vị khi mà tập trung được vào cái mẫu đất và khi tiến đến được độ trạng thái tâm của nhất nhị tam thứ ngũ thiền, thì và giai đoạn giữa khi bắt đầu ngũ thiền hoặc sạn thì sang với lại không vô biên xứ, tức là akasana chayana, thì giai đoạn giữa giữa ngũ thiền và không vô biên xứ, thì đề mục đất này gần như biến mất mà chỉ còn lại là hư không. Quý vị đắm chìm ở trong cái hư không đấy với một cái tâm rộng mở như là sống ở trong cái hư không đấy vậy. Và khi đó thì quý vị không còn thấy đất nữa, thì đề mục lúc này đã chuyển sang là một cái không gian vô hạn như vậy. Thực ra thì để bắt đầu thì tôi biết là tôi không nên là nói nhiều hơn hoặc nói sâu hơn về các đề mục như đề mục đất này. Như ở Myanmar thì chúng tôi gọi Akasa, tức là trong tiếng Myanmar có nghĩa là bầu trời. Tuy nhiên ở đây không vô biên xứ, boundless space, thì nó tức là Akasa có nghĩa là boundless space, boundless space là không vô biên xứ ở trong tâm. Và chỉ có khoảnh khắc mà ở trạng thái tâm như thế thì mới gọi là Akasa nya cha yatana. Okay. I'm sorry about this. Let me just supplement a few words to the translation. Okay. Con sẽ bổ sung một chút chỗ nãy về chữ Kha không kịp là cái đoạn mà đầu là cái đất là một pháp chân đế, thì khi mà sau khi nhắm mắt ấy, thì nó cái hành giả nhìn thấy cái casino đất đấy ở trong tâm, thì lúc đó cái sắc sắc đất đó, rupa đó thì không còn gọi là chân đế nữa, mà nó đã trở thành một cái khái niệm hay là một đối tượng của cái tưởng, nó là do tưởng. Thì nó chỉ con sẽ bổ sung một chút cho thầy thôi. Khá tiếp. Yes, okay. So the last two, let's go to the last two, the perception, and it's called the ahare patikula sanya. The perception of repulsiveness in nutrient or nutriment. And the last one is a defining jadu tadu wawatana. So the English translation, the defining of the four elements. So altogether, 40 kinds of meditation subjects. Và hai cái cuối cùng đó là đề mục về tưởng tính bất tịnh. Tưởng tính bất tịnh của vật thực, đó là ahare patikula sanya. Ahare patikula sanya, và phân tích về bốn nguyên tố tứ đại. Chatu thatu wawatana. Tổng cộng chúng ta cộng từ nãy giờ thì có 40 đề mục thiền. Okay. So yes. Here ahari is means a nutriment or nutrient, particular repulsiveness. Sanya is means perception. Yeah. So here chatu means a four, dhatu elements, wawatana defining. Ở đây thì sư có nói rõ thêm một chút về tiếng Pali. Ahare tức nghĩa là vật thực. Sanya có nghĩa là tưởng. Patikula đó là sự bất tịnh. Còn về phân tích tứ đại thì có tatu là
tattoo. Well, tattoo means element. Right? Element. Yeah, element. Yes. Tattoo là các nguyên tố, các nguyên tố tứ đại. Còn vavatthana là phân tích. So I have a question to all the students. How many kinds of meditation subjects out of these 40 kinds of meditation subjects? How many kinds of meditation subjects you know, you have known already, or you have practiced before? Và ở đây thì sư muốn hỏi quý vị đang ở trong lớp này rằng trong 40 đề mục này thì có bao nhiêu đề mục hoặc là bao nhiêu loại đề mục mà quý vị đã từng kinh qua, đã từng thực hành qua, thì có thể cho sư biết được không? So Julian, you first. How many kinds of meditation subjects you know already? Number two, okay. Number two, Kusalanandi. Number two is Abhokasina. You know that? And do you ask me? No, no, no. Here, two Bandi, Kusalanandi. Yes. Yeah. Number two, Abhokasina. Oh, okay. Interesting. Okay. So, is there anyone? Về biến xứ nước, khi sư nói là rất là thú vị. Thế không biết là còn vị nào nữa có muốn chia sẻ không? Yeah, but mostly the people, they don't practice the Abhokasina. In Myanmar, I have never seen. But there's some people practice, but not very popular. So other students, please tell me. Về đề mục nước này thì... ở Myanmar thì sư cũng chưa thấy có vị nào thực hành qua, nó cũng không phổ biến lắm. Ah, okay, two kinds, yeah, Kasina and Anapanasati. Okay, that yeah, two. Okay, okay, breathing and breathing out, Arahan. Okay, number eight. Why Kasina? Okay, Nguyen and why Kasina? And Arahant is a Buddha nosati, yeah, recollection of the Buddha. Number eight, okay. Anapanasati, yeah, Anapanasati. Sư đang khoan cho quý vị đã trả lời vào chat box. Quý vị có thể là ghi vào cái số thứ tự cũng được, như một số hành giả ở đây đã thực hành về Kasina, đề mục biến xứ và đề mục niệm hơi thở, hoặc là hành giả khác thì lại thực hành bốn niệm hơi thở vào ra và niệm Arahant. Thì Arahant là tùy niệm về ân Đức Phật, và hay là một vị khác thì thực hành Kasina màu trắng. Number 8, white Kasina. Only that? Twenty-one is a Buddha nosati, 30 anapanasati, 31 metta. Okay, that's all. Có còn ai muốn chia sẻ nữa không, quý vị? Như tôi có thể đánh dấu những phần nào mà quý vị có thể đã thực hành rồi, chúng ta có thể. 30. Okay. Okay. So, most of the meditation center, in most of the meditation centers, they make instruction about anapanasati. Yeah, mostly. Yeah, mostly the guide is a mindfulness, anapanasati, mindfulness on breathing, meditation. And together with the anapanasati, it's the mitta, they combine with the mitta. And before you start anapanasati, start with the mitta. And some meditation center, they combine with the Buddha nosati. Yeah, Buddha nosati. Before you start meditation practice, anapanasati meditation, and the
they start with the Buddha no sati, yeah, Buddha no sati. But the surprise is Odata Gassina. In most of the meditation center, there is no chance to practice the Gassina. Yeah, it's a message. When they breathe out and in, yeah, this is Anapanasati. Yeah, Anapanasati. This is the most popular. Yeah, the most popular. And some meditation center, they encourage you to start with the Marana no sati, yeah? Marana no sati meditation subject. you know, when you recollect or when you remind yourself, I may die at any time. I may die at any time. You remind yourself. So then, oh, I have to do the good deeds. I have to do good deeds. I have to avoid all the bad things. So that's why some teachers encourage the meditator to start with the Marana no sati first. So if you can remind you very well about your death, so then you can concentrate on the, you know, on your meditation subject very well. Hầu hết các trung tâm thì quý vị sẽ được thực hành các loại đề mục rất là phổ thông, ví dụ như Anapana niệm hơi thở hoặc là niệm Metta niệm tâm từ. Có thể bắt đầu trước khi niệm hơi thở thì bắt đầu bằng rải tâm từ, hoặc là một số thiền viện thì cũng có thể bắt đầu niệm bằng Buddha Nusati, tức là niệm ơn Đức Phật. Và như là tôi thấy ở đây thì cũng khá là, ví như tôi cũng chưa thấy có thiền viện nào mà có cơ hội để mà hướng dẫn được cho thiền sinh thực hành về Odata Kasina, tức là biến xứ trắng. Và một số thiền viện khác thì khuyến khích cho hành giả thực hành về niệm sự chết. Bởi vì sao? Khi mà quý vị cứ quán tưởng trong tâm rằng cái chết có thể đến với tôi, đến với mình bất cứ lúc nào, thì quý vị khi đấy sẽ, thứ nhất là sẽ lo thực hành thiện pháp nhiều hơn và tránh thực hành các cái pháp bất thiện. Thì khi mà thiền sư sẽ thường hướng dẫn quý vị rằng khi mà thường mà bắt đầu bằng niệm sự chết trước đó, thì quý hành giả sẽ bắt đầu gấp rút và tập trung hơn về việc tu tập. Yes, Pandey. So, Onluti, yeah, we have already finished about Metta. Yeah, Metta. So, 10 Kasina, most of the meditation center, there is no chance to practice. Because this Kasina, you have to prepare before you practice, yeah? Before you practice. And 10 Asubha too, not very easy to practice, but you will have to learn very detailed about later. And out of the this 10 collection, anusati, 10 recollection, 10 recollection, and Buddha anusati, you can practice at all time. Yeah, at all time, even when you are cooking at home, when you are driving, Buddhan Saranam Gacchami. So in this way, you can practice the Buddha Anusati and Dhamma Sangha too. you know, Sila Anusati. Sila Anusati is very practical. Yeah. So now what I am talking to you is the just encouragement, yeah, encouragement. You can practice in daily, in at all time, yeah, in your daily life, yeah, not only in meditation center. So to get the jhana or very high or very deep concentration, you need to follow the instruction
which will be dealt with later. Yeah. So at the moment, what I'm talking to you is encouragement. Yeah. So sila no sati also, you can practice at all time. Yeah. So to practice the sila no sati, firstly, you have to keep at least five precepts. At least five precepts. So you keep the five precepts every day, and you can avoid killing, stealing, etc. So then you appreciate yourself. You appreciate yourself. I'm able to keep all five precepts. Yeah, I can live without breaking any morality. So you appreciate yourself. So then you feel very good, and you can live very happily and peacefully. So you appreciate yourself. And chaga no sati too. So before you start practicing the chaga no sati, then you have to share. Yeah, you have to share with needy people, with monks and nuns and other needy people. So after you share, you have to appreciate yourself. Oh, I have done very good deeds. I have done very good deeds. You appreciate yourself. This is a chaga no sati. So here in this class, everybody have donated or offer something to anybody. So you can recollect, you remember mindfully all kinds of donation offering. Yeah. So this is a chaga no sati. So you can appreciate yourself every day. So that is the chaga no sati meditation. Yeah. And devata no sati, I will not choose, but later you will understand and you will know how to practice. Upasama no sati. So this meditation practice also very beautiful. You know, upasama no sati. Oh, okay, I will stop here for translation. Tôi sẽ về nói một chút về cách rèn một cách xin ná mười biến xứ. Bởi vì ở thường ở các thiền viện thì sẽ không ít có cơ hội để mà các thiền viện hoặc các trung tâm thiền tổ chức cho quý vị thực hành mười cách xin ná, mười biến xứ cách xin ná, bởi vì còn phải chuẩn bị trước trước khi thực hành. Và đề mục mười đề mục Asubha tử thi thì cũng vậy, cũng không dễ, nhưng mà chúng ta sẽ học sau, sẽ nói về điều này sau. Và mười tùy niệm, mười tùy niệm Anusati thì nhưng về chúng ta có thể về mười tùy niệm Anusati thì có thể thực hành lúc nào cũng được. Ví dụ như niệm về ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, thì quý vị cũng có thể khi mà lái xe chẳng hạn hoặc làm các công việc nhà thì có thể đọc câu Buddhang Saranang Kacchami, con xin quay về nương tựa nơi Phật, con xin quay về nương tựa nơi Pháp, con xin quay về nương tựa nơi Tăng. Ví dụ đó là thực tiễn để mà dễ thực hành trong các oai nghi trong ngày hoặc là khi nào cũng được. Đấy là tôi khuyến khích, nên mang tính khuyến khích. Còn sẽ học thì sẽ học sau. Về niệm giới, tùy niệm giới thì khá là thực tiễn. Bởi vì sao quý vị, khi mà giữ được ít nhất là năm hữu giới, năm giới, ngày nào cũng vậy, thì bắt đầu niệm tưởng công đức của mình về giới hạnh của mình, trân trọng về thân và tâm này, là quý vị có thể thực hành được các điều học, sống một có giới đức, ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say chẳng hạn, thì quý vị sẽ cảm thấy là tôi có thể làm được những tôi có thể giữ được các giới đó, tôi có thể sống với những phạm hạnh như vậy và cảm thấy hạnh phúc với những công đức mà mình đã làm được.
về tùy niệm thí. Tùy niệm thí thì trước khi tùy niệm thí thì quý vị cần phải thực hành được bố thí, bố thí cúng dường đến những người cần hoặc là đến đến hàng tăng chúng. Thì khi mà quý vị đã thực hành được bố thí cúng dường rồi thì khi mà nhớ lại, tức là niệm tưởng về công đức bố thí của mình, thì quý vị sẽ cảm thấy vui. Xét lại các hạnh bố thí của mình cũng vậy, thấy hoan hỷ với những phước thiện mà mình đã làm. Thì có thể là niệm tưởng như vậy cả ngày, nó sẽ mang lại cho quý vị được sự hoan hỷ và an vui. Về tùy niệm thiên, thì sẽ học sau nhé. Còn về tùy niệm tịch tịnh, ở đây là peace, tức là an bình, nhưng mà ở trong đây có sự ghi chú, ở trong đó là về niệm về sự tịch tịnh niết bàn. Thì đây là một đề mục rất là đẹp, rất là cao quý. Yes, và tôi muốn sắp tới muốn nói thêm về Yes, one day. Okay, so here Upasama knows the recollection of peace. I like that meditation very much because, you know, but some people think it's not very detailed. Just I will explain a little bit. You know, sometimes we feel very peaceful. Yeah, we feel very peaceful. Our mind is so pure. Sometimes our mind is so pure, without attachment, without anger, without hatred, yeah, without delusion, without pride, yeah. There's no defilements. Our mind is so pure. At this moment, what you need to do is. Oh, I'm so peaceful. I'm so peaceful. So you just to know the peace within in your heart, in your mind. So that is a upasama no sati. So when you go to the forest, or when you sit and under the tree in the forest, you feel some kind of peace. Oh, peaceful place. Oh, my mind is also so peaceful. So just to know the peace, so then the peace will never go away. Sometimes the peace exists already. Yeah, the peace is there in your mind, but you neglect. So then the peace gone away. Yeah. So that's why whenever you feel peaceful, you just know it. Oh, I'm so peaceful. Yeah. Oh, I'm so peaceful sitting under this tree or something like that. Yeah. So time to time, the peace comes into your mind. So then recognize that. Recognize that with mindfulness. This is a upasamanosati briefly, superficially, not very detailed. Yeah. So in detail, you will have to learn about it later. And that is upasamanosati. And okay. Yeah, I will stop. Tôi muốn nói thêm về Upasamanusati, tức là niệm sự bình an. Sự bình an tại vì ở đây có chữ peace, tức là bình an. Tôi thì khá thích cái đề mục niệm này, để tôi giải thích một chút nhé. Là khi mà sẽ có đôi khi tự dưng mà quý vị cảm thấy sao mà nó thanh bình và trong sáng, tâm mình thanh bình trong sáng quá, không tham, không sân si gì cả, có vẻ như không có phiền não, thì ngay khi đó là lúc mà sự bình an khởi lên trong tâm, ở trong tim quý vị. Thì ví dụ như khi mà đi trong rừng rồi ngồi dưới một cội cây nào đấy, thì tâm quý vị khởi lên sự bình an, thì bắt đầu quý vị suy niệm về đặc tính, về sự bình an đấy, về đặc tính của nó khi nó còn, khi nó mất. Những khi mà tâm quý vị khởi lên sự bình an như vậy thì bắt đầu suy niệm và hay biết. Tôi có thể nói sơ sơ như vậy thôi, nhưng mà nếu mà để chi tiết hơn, để học kỹ hơn thì sẽ học sau. Đấy là về Upasamanusati. Okay. Actually, I want to start. Sorry, I
I want to stop here. I will continue about it later. From the Buddha Nosati to the Marana Nosati, yeah, Marana Nosati, these eight meditation subjects, you know, this kind of, for example, Upasama Nosati, you just sit in your living room. Okay, today I'm so peaceful, I'm so relaxed. You know, you recognize the pieces in within. So then this is meditation, but with that eight kinds of meditation, you cannot continue to jhana, absorption, but just to live peacefully. These eight meditation subjects can help you to live peacefully, yeah, to calm down. But they are not able to promote you to the very higher level, like a jhana. Yeah. Như ở đây sư có khoanh vùng tám cái tùy niệm, tám cái đề mục tùy niệm đầu tiên, từ cái niệm từ niệm ơn Đức Phật cho đến Marana Nusati, niệm sự chết, thì tám cái đề mục đấy. Nó cũng có nghĩa quý vị có thể thực hành. Ví dụ như khi mà ngồi trong, chỉ cần là ngồi trong phòng khách, thì chỉ cần là thư giãn, thả lỏng, thì quý vị cũng có thể bắt thực hành được 8 đề mục như thế này, để mà cảm thấy được cuộc sống rất là bình an, nhẹ nhàng và cảm thấy thanh bình. 8 đề mục này thực hành là có như vậy, tuy nhiên là nó với 8 đề mục này thì quý vị không thể nào mà đi xa hơn, tiến tới các tầng định cha ná, định kiên cố được. Đấy, các đề mục này chỉ để thực hành để mà quý vị cảm thấy được sự an vui ở trong trong cuộc sống mà thôi. So about you have to learn about it later. Here, just you see, there's an 8 and no sati. Excepting Kayagata Sati and Anapana Sati. So these 8 Anusati cannot help you to reach the jhana. Yeah. okay, so we will continue about next Monday. I will stop here for the day. I hope you don't have the headache. So just it is just a content, yeah, just a content, just a title, yeah. You will have to learn very detailed about it later, yeah. So just content and just making familiar with these kinds of meditation subject, you will have to learn very, very detailed about it later, yeah. So okay, let me stop here for the day. Let's make it share our merits. Như quý vị thấy, chúng sư sẽ tạm dừng ở đây và sư có hé mở một chút về cái bản tiếp theo. Thì sư tắt màn hình rồi, nhưng mà ở cái bản đấy, yes, I need the table. Yeah? I need the second table. Yes, oh, thì second. Với người... Ah, okay, okay. Yeah. Mười, đấy, thì như hàng đầu tiên là hàng màu xanh thì... 10 đề mục, chúng ta có 10 đề mục tùy niệm, thì trừ ra đề mục thân hành niệm và niệm hơi thở thì còn lại 8 đề mục niệm như sư đã khoanh vùng như trên đó, thì quý vị thực hành những cái đề mục này thực hành thì không đưa đến được cha ná, không đưa được đến thiền định kiên cố. Yes, và bài học tiếp theo sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tiếp theo. Hy vọng tôi chỉ đang trình bày một cái định nghĩa thôi, còn chúng ta sẽ học cực kỹ hơn. Và ở trong đây có một sự bổ sung như của anh Dũng là đôi khi có những trạng thái tâm an tịnh, nếu phát hiện ra thì nó ở lại, nhưng nếu không phát hiện, không nhận thấy thì nó sẽ mất. Đấy là một cái ghi chú của người đàn anh gửi cho bên chúng con phiên dịch. Chúng con xin đọc thêm cho quý vị thêm biết thêm ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ phần hướng. Yeah, so now, start sharing with me, please.
Okay. Yes. Okay, let's make share for merits. Edavadaja ambe sambandam bonya sambandam sabe dewa numodando sabe naranumodando sabe sadanumodando saba sambadi senia kadame yam bonyan dogara ajasa duga Ponyene dena nebanan sigam baboma de maya tanja bonyam mayan de ma bawe su tisu banina de sabedam bamo de doa sukan labando sabada imina bonya kamina mame bala samagamo Sadan samagamo hodu yawane bana badia Kayina waja chedena bamadina mayagada Ajayan kama me bande buri banya dadagada Idame bonya aswakia waham hodu Irami bonya nebana sa bajeo hodu. Imami bonya bagan sabasadanam bajimi. Irano nyadina hodu. Sukhida hondu nyadeo. Irano nyadina hodu. Sukhida hondu nyadeo. Irano nyadina hodu. Sukhida hondu nyadeyo. Sandu, sandu, sandu. I also want to say for the chat, if I have any an intentional mistake about that. For what? I don't know, but if I have any unintentional mistake, so I would like to apologize. No, don't worry. I don't understand anything. I don't know Vietnamese language. So I try my best, but they, and also I have a team like Mr. Yung also side by side with me. Yes, to make sure the translation. Translate to other people. Imagine. They may want to know why we are all laughing. Ý là trước khi con muốn kết thúc cái phần công việc của con phiên dịch ngày hôm nay thì con muốn sám hối với bạn T nếu mà con có những cái phạm những lỗi lầm nào mà do vô tình hay là không do vô tình mà con phạm phải đến bạn T thì con xin lỗi sám hối đến bạn T. Sư thì sư nói là sư thì không hiểu được ngôn ngữ của quý vị đang nói tiếng Việt. Con cũng nói là bên cạnh con thì cũng có đồng đội hỗ trợ, ví dụ như là anh Dũng hoặc là anh, thì nếu mà có những gì mà không kịp thì có thể là hỗ trợ cho con để mà đưa được cái bản dịch tốt nhất đến quý vị. Sư nói là thôi thì cô nói với lại quý hội chúng để mà người hiểu là tại sao tôi và cô lại cười thế quá. I really appreciate for your time for all people to understand, translating in Vietnamese language, and also other students too, It's a very interesting. It's for you will, how to say? You will feel it, You will feel it. Oh, it's a very nice, very nice to know, very beautiful to know all about this the meditation subject. You know, even in Myanmar, some people they don't want to learn, detailed instructions. So that's why. Even some meditation center in Myanmar, so like for example, a man he ordained, he was ordained, and he teach the meditation, and he teach very wrongly. It's a wrong instruction, but some meditation teacher, they come from the ordinary lay life, and they know the marketing, They know the marketing, they have the marketing idea. There are a lot of followers. They can make a lot of followers in a very short time, but their instruction are mostly wrong. But people are happy to go to the meditation center. But
we cannot do anything. Most of the people, after they come back from the meditation center, they think they have already reached the arahatship. So like that. And also very wrong meditation instruction. So in learning the Visuddhimagga will help you to understand detail and the correct or right instruction how to start a meditation, how to prepare the meditation subject or etc. Yeah, you will understand very detailed about the meditation instruction. Và ngược lại thì sư cũng có là cảm ơn ban tổ chức và đội ngũ phiên dịch đã hỗ trợ để mà dịch được cho quý vị Phật tử ở Việt Nam. Ở Miến Điện thì nhiều khi ở Miến Điện thì người ta đón lại không muốn học thiền, người ta lại không muốn học thiền, thì sư rất là vui khi mà thấy quý vị Phật tử Việt Nam đã cố gắng dành thời gian để mà học thiền hoặc là các hướng dẫn những cái cơ bản về việc hành thiền, các lý thuyết cơ bản. Có thể như ở Miến Điện thì có một vài trung tâm hoặc những một số thiền sư hoặc là có những vị những người dạy thiền rất là tỉ mẩn, rất là cần cù. Tuy nhiên có những vị thì lại đến sau, những vị đến sau cũng hướng dẫn hành thiền và họ dùng một chút về công nghệ marketing, công nghệ tiếp thị thì họ rất là nhanh chóng có được Phật tử hoặc là người theo dõi, người hộ độ trong một thời gian rất ngắn, và thì trung tâm thiền trở nên nổi tiếng, người dạy thiền trở nên nổi tiếng, và những người ở Miến Điện thì lại ùa chạy đến cái nơi trung tâm thiền đấy để học. Tuy nhiên chưa chắc là cái lời dạy của vị đó là chính xác, và nhiều khi cũng dẫn đến cái hệ quả đó là hành giả lại lầm tưởng là mình đã đắc đạo quả hay là đắc A-la-hán rồi. Thì việc cần thiết là quý vị phải học cho đúng và học cái gì là đúng về phương pháp hành thiền. Okay, see you next Monday. Xin hẹn gặp lại quý vị. Good night. Yeah, good night everybody. Good night. Thank you, Bante. You're welcome.